Một làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết chính là mơ ước của bất kỳ chị em phụ nữ nào. Điều đó không chỉ giúp họ cải thiện nhan sắc mà còn xây dựng sự tự tin, vẻ đẹp lôi cuốn trước đám đông. Với mong muốn giúp hàng triệu phụ nữ Việt sở hữu làn da trắng sáng, các chuyên gia đã nghiên cứu và ứng dụng thành công hoạt chất alpha arbutin trong việc sản xuất ra dòng sản phẩm dưỡng trắng da an toàn High Beauty. Trong thẩm mỹ, alpha arbutin được xem là thần dược giúp dưỡng trắng vượt trội và an toàn, không gây kích ứng hay bất kỳ tổn thương cho da trong quá trình sử dụng. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh alpha arbutin không chỉ có tác dụng làm trắng mà còn khiến da trắng sáng một cách tự nhiên, mềm mại, dùng trong điều trị nám, tàn nhang hay cải thiện làn da sẫm màu. Hiểu được những lợi ích tuyệt vời từ alpha arbutin, các chuyên gia đã nghiên cứu và ứng dụng thành phần quan trọng này kết hợp với một số dưỡng chất khác để cho ra mắt dòng sản phẩm dưỡng trắng da High Beauty. Trong các cái sản phẩm của nội mà đã phát triển hiện nay thì tôi quan tâm rất nhiều đến dòng sản phẩm High Beauty. High Beauty có những cái đặc điểm nổi trội, đấy là trong cái sản phẩm của High Beauty có thành phần alpha arbutin là một cái dược phẩm đã có một cái thành phần rất quan trọng trong các cái mỹ phẩm để dưỡng trắng da. High Beauty với thành phần alpha arbutin, thành phần alpha arbutin là một cái thành phần người ta ví rằng thần dược trong làm dưỡng trắng da. Sở dĩ tại sao nó thần dược trong dưỡng trắng da, bởi vì nó ức chế men tyrosinasa là một cái men kích thích cho tế bào melanocyt sản xuất ra sắc tố melanin đẩy lên trên bề mặt da, và đồng thời nó cũng còn là một cái thành phần quan trọng giảm bớt các cái tác động oxy hóa, tức là nó làm trung hòa bớt các gốc điện tử tự do, làm cho da mình có thể tái đàn hồi và tăng cái sản xuất collagen, làm cho cái lớp gọi là cái lớp nền của cấu trúc da nó được săn chắc. Chính bởi những cái thành phần, ngoài các cái thành phần của alpha arbutin thì trong High Beauty lại có những cái thành phần dược mỹ phẩm mà được nhập khẩu hoàn toàn nguyên liệu từ nước ngoài, và nó được sản xuất trên một cái công nghệ tiên tiến nhất, vì thế nó sẽ giữ lại được tất cả những cái tinh hoa và đạt được hiệu quả cao nhất đối với chị em phụ nữ. Và High Beauty đã được một cái tập thể khoa học nghiên cứu và rất là phù hợp với làn da của chị em phụ nữ. Bởi vì thế thì chị em phụ nữ Việt khi dùng cái sản phẩm này thì đều đạt được những hiệu quả mong muốn. Chúng ta cũng biết rằng sau tuổi 25 thì bắt đầu cái lượng collagen bị thoái hóa và bắt đầu làm cho da mặt bắt đầu bị trùng nhão. Và đồng thời nữa là từ tuổi 30 trở đi thì cái sự xuất hiện những cái nếp nhăn, những cái sự lão hóa ở trên da ngày càng nhiều. Nhưng chị em cũng nên biết rằng là chúng ta cần đề phòng để cho da mình trắng hơn, khỏe hơn phải ngay từ lứa tuổi 25, bởi vì chưa thể để cho nó xuất hiện tất cả những nếp nhăn trùng rão trên da thì chúng ta mới dùng, thì lúc đấy đã thành muộn rồi. Chị em cũng biết rằng High Beauty là một cái sản phẩm có thể chống lão hóa tốt ở trên cả các mặt. Thứ nhất là đối với bề mặt da, nó có thể giảm kích thích để sản xuất ra sắc tố melanin, là một cái sắc tố làm đen ở trên bề mặt da. Cái thứ hai nữa là nó có thể kích thích tăng sinh collagen để làm cho cấu trúc nền của da tốt hơn và săn chắc hơn. Chính cái sự da chăm chắc và khỏe mạnh hơn đấy thì nó đã làm tạo điều kiện để cho chống lại tất cả những cái tác động của môi trường, làm cho chị em chúng ta, nếu như chúng ta sử dụng đều vừa sản phẩm bôi vừa sản phẩm uống ở bên trong thì vừa đảm bảo cả bề mặt, ở bên bề mặt chúng ta sẽ làm cho một cái lớp bề mặt luôn luôn được tươi sáng, bởi vì đã ức chế đưa cái sắc tố melanin lên, nhưng đồng thời chúng ta cũng có sản phẩm uống để kích thích tạo collagen, tạo sự săn chắc ở bên trên da. Chính vì thế High Beauty là một bộ đôi sản phẩm mà tôi tin chắc rằng chị em khi sử dụng sẽ hoàn toàn hài lòng với sản phẩm này. Bộ đôi sản phẩm viên uống và kem dưỡng da High Beauty giúp tăng gấp đôi hiệu quả cho người sử dụng. Ngoài ra, High Beauty còn có khả năng chống được tia UV từ ánh sáng mặt trời và không sạm da trở lại sau khi dưỡng, phù hợp với cấu trúc da của phụ nữ Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn GMP và được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.